Tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện Lãnh Cung Phế Hậu. Sáng sớm hôm sau, Vương Giao Ất Chỉ Trọng đã vào cung để gặp hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em trai, anh quyết định cho Chỉ Trọng biết sự thật. Thì ra Lương Vương kéo bè kéo cánh trong triều vì tư lợi, ngay cả hậu cung cũng bị hắn duỗi tay làm loạn. Đưa Trương Diệu vào Lãnh Cung cũng là ngụy trang bảo vệ nàng. Sau khi nghe điều này, Trọng Nhi không thể không đoán mò Phế Hậu là vì hắn. Lúc này, hoàng đế vỗ vai hắn nghiêm túc nói: chờ cho đến khi tất cả mọi chuyện lắng xuống, Trương Diệu sẽ được thả ra và tùy tiện cho nàng một thân phận mới. Nếu lúc đó Trọng Nhi muốn cưới nàng làm vương phi cũng ok là thôi. Nói xong, hoàng đế liền để Uất Chỉ Trọng đến Lãnh Cung gặp Trương Diệu. Chàng vương gia này đang trên đường đến Lãnh Cung thì thình lình có một thái giám chạy ra với một gói đồ trên tay. Vương gia thấy vậy liền sai thuộc hạ đi bắt. Anh cận thần bước tới và hét lớn: tên trộm kia muốn chạy đi đâu? Tên thái giám không kịp phản ứng liền vứt gói hàng trên tay và chạy đi thật xa. Vương gia không quá chú ý đến tên trộm nhỏ này mà nhặt gói đồ màu xanh và đi về phía Lãnh Cung. Không ngờ vừa mở cửa đã bị đánh cho tơi tả. Chỉ vì hoàng hậu thấy trong bao màu xanh kia có rau của nàng, thì ra nàng nghĩ người trước mặt mình chính là kẻ trộm. Đột nhiên có tiếng người đến thăm, hóa ra Đức Phi biết rằng hoàng hậu qua lại với một người đàn ông trong Lãnh Cung nên quyết định vạch trần nàng. Đức Phi thậm chí còn mời Nhàn Phi đến để xem kịch vui. Tiếng hô của thái giám đã đến tai Trương Diệu. Dù biết là khách tới chắc chắn có ý đồ không tốt, nhưng nàng vẫn muốn gặp Đức Phi để xem lần này Trương Diệu sẽ bị bọn họ gán cho tội gì. Vì vậy, hoàng hậu đi ra gặp họ với một cây gậy lớn trong tay. Nàng lườm và nói: hai vị giờ này đến thăm rốt cuộc là có việc gì? Đức Phi ra vẻ bí mật: vì sao chúng ta đến, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Hoàng hậu lầm tưởng rằng họ liên quan tới tên trộm rau của cô. Tuy nhiên câu tiếp theo đã khiến cô ấy hiểu mục đích chuyến thăm hỏi này. Dâm loạn trốn cung đình là một trọng tội, muốn tru di cửu tộc Trương Diệu. Không ngờ, hoàng hậu nghe xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra, mắng cô ta miệng chó không mọc được ngả voi, khiến Đức Phi tức giận nghiến răng ken két. Vừa định bước lên thì bị Nhàn Phi ở bên chặn lại. Nhàn Phi lái sang chuyện khác, tâng bốc hoàng hậu nương nương ngay thẳng. Trương Diệu thay vì thấy vui thì lại cảm thấy Hiền Phi khó đối phó hơn Đức Phi. Rồi Hiền Phi tiếp tục với một giọng nói nhẹ nhàng: hoàng hậu ta nghe tiểu thái giám nói dạo gần đây có nam nhân ra vào Lãnh Cung, vì sự thanh tịnh của hậu cung yêu cầu nàng hợp tác kiểm tra. Nghe tới đàn ông, hoàng hậu thậm chí không hề lo lắng mà đi thẳng vào nhà bắt kẻ trộm cầm theo tang vật của hắn ra ngoài. Tuy nhiên khi nhìn thấy tên trộm, Nhàn Phi đã vô cùng sốc, chưa kịp nói gì thì hoàng hậu nắm lấy cổ áo của vương gia và nói với giọng vô cùng giận dữ: nói mau, người chính là ăn trộm, ta đâu có quen ngươi. Vương gia rất thất vọng, khuôn mặt chàng đau thương. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Diệu sẽ hoàn toàn quên mất anh. Lúc này, Uyển Anh từ đám đông ló đầu ra, nhìn thấy vương gia với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng vù, liền che miệng hoảng loạn: trời đất ơi, ai mà ác dữ vậy, đánh vương gia thành bộ dạng này. Còn ai vào đây ngoài chủ nhân của cô nữa, Uyển Anh ơi? Nghe những gì cô nàng nói, hoàng hậu lúc này khóc không thành tiếng. Cô ấy rất bối rối. Rõ ràng là một tên trộm, làm thế nào đột nhiên lại trở thành một vương gia? Cô nghĩ lần này thực sự chết chắc rồi. Mặc dù vương gia đã bị Trương Diệu đánh đập, nhưng anh vẫn đổ lỗi cho Đức Phi. Em âm mưu này đã bị vương gia vạch trần. Một lần nữa Trương Diệu được giải oan. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Hoàng hậu được vương gia mời tham quan lễ hoa đăng. Nhưng vừa bước chân xuống xe thì một nữ tử áo trắng hốt hoảng chạy tới. Hai người kịp thời né được. Sau đó, một người đàn ông đeo mặt nạ thong thả bước đến. Người phụ nữ trong bộ y phục màu trắng kia vội ôm lấy hoàng hậu mà kêu cứu. Tuy nhiên, với tư cách là một người hiện đại, Trương Diệu biết điều rằng chắc chắn có ẩn khúc đằng sau, nên không thể đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng người phụ nữ mặc đồ trắng đã tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân. Đột nhiên, cô ta đã đẩy Trương Diệu ngã vào lòng người đàn ông đeo mặt nạ, để cho mình có cơ hội trốn thoát. Lần đầu tiên bước ra khỏi cung điện sau khi xuyên không, Trương Diệu chỉ muốn trải nghiệm sự phồn hoa của cố đô, đến Tinh Nguyệt Lâu xem thử, nhưng bị Tô Bộ Thanh trêu ghẹo, khiến nàng bật khóc nức nở. Vương gia thấy tâm trạng cô ấy đang không tốt, anh liền mời nàng đến ven hồ Tinh Nguyệt xem lễ hội hoa đăng. Trương Diệu đứng bên trong xem pháo hoa qua cửa sổ, liền đồng ý ngay lập tức. Tâm trạng ủ rũ của cô cũng tan biến trong tích tắc, cho đến khi chiếc ngọc bội Trương Diệu tình cờ nhặt được vừa nãy bị những người mặc đồ đen nhìn thấy. Chợt có một bàn tay vỗ vai cô, Trương Diệu sợ hãi quay đầu lại. Vương gia lúc nãy vẫn đang đằng sau mình, bây giờ đã trở thành người đàn ông đeo mặt nạ. Anh ấy đột nhiên vươn tay ra, nói rằng ở đây không an toàn, muốn nàng rời đi với anh. Mặc dù Trương Diệu không mấy quan tâm đến người đàn ông đeo mặt nạ cao ngạo và lạnh lùng này, nhưng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Suy cho cùng, hai người chỉ mới gặp nhau một lần,
Điều này khiến hoàng hậu nghi ngờ về lời nói của anh ta. Tuy nhiên giây tiếp theo, một thanh kiếm sắc bén hướng Trương Diệu phóng tới. May mắn thay, thuộc hạ của người đeo mặt nạ đã kịp thời ngăn lại. Người đàn ông đeo mặt nạ không tiện giải thích, chỉ đành nắm lấy tay cô ấy và chạy đi. Nhưng chỉ mới chạy được một lúc, hoàng hậu tức giận dừng lại. Hắn nhìn hoàng hậu xong không khỏi thở dài. Hắn không ngờ rằng trong tình huống này nàng thậm chí không la hét. Trương Diệu chỉ đáp la hét có thể giải quyết được vấn đề gì. Rồi hỏi lại, đám người này đến tìm ngươi à? Anh ta tháo mặt nạ ra và nói với giọng trầm ấm. Đúng, nàng đã bị ta làm liên lụy. Khi hoàng hậu nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, cô ấy lập tức lập nhớ lại. Đây không phải là cầu hoàng đế đã nhốt cô vào lãnh cung sao? Rồi Trương Diệu nghĩ đến tên hoàng thượng này, không ở lại cung điện để được bảo vệ, mà lại ra ngoài đi loanh quanh rồi bị đuổi giết thế này. Đáng đời hắn quá đi. Nghĩ đến đây, hoàng hậu không nhịn được mà che miệng cười hi hi. Hoàng đế nhìn hoàng hậu, phát hiện ra gần đây nàng đã thay đổi rất nhiều. Cô đã từng rất yêu hắn, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ. Đột nhiên một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện chặn hai bên cầu. Trái và phải đều là sát thủ mặc đồ đen. Làm thế nào họ mới có thể trốn thoát bây giờ? Lúc này, thủ lĩnh áo đen đưa tay về phía Trương Diệu, yêu cầu cô ấy giao khiển long lệnh ra. Lúc này Trương Diệu đột nhiên nhớ tới miếng ngọc bội vừa mới nhặt được. Vì vậy, nàng lấy nó ra và hỏi có phải là cái này không? Thấy Trương Diệu quyết đoán như vậy, hoàng đế vội hét lên giận dữ. Không được đưa khiển long lệnh ra cho bọn chúng. Trương Diệu nhìn ngọc bội trong tay, đột nhiên ném nó xuống sông. Sau đó chỉ vào hoàng đế và thề với người đàn ông mặc đồ đen rằng nàng không biết người đeo mặt nạ là ai. Khiển long lệnh là của hắn. Hoàng đế rất tức giận. Trương Diệu, nàng dám. Rồi hắn tức giận ghi nhớ món nợ này. Trương Diệu còn kịp quay lại trêu người hắn. Lêu lêu lêu, đánh ta đi này. Nhìn thấy Trương Diệu chế giễu tên đeo mặt nạ, thủ lĩnh mặc đồ đen đi thẳng vào vấn đề bảo cô ấy cút đi. Trương Diệu nghe hắn nói thì rất vui mừng. Cô nàng vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía cung điện. Nhưng chuyện chưa kết thúc. Trưa hôm sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh của hoàng đế. Nó khiến khuôn mặt đang vui vẻ của Trương Diệu bỗng tối sầm lại. Hoàng đế đã đến lãnh cung, nơi Trương Diệu ở. Nàng biết rằng hắn tới đây là có ý trả thù chuyện tối qua. Nhưng nàng sợ rằng Uyển Như Uyển Ảnh sẽ bị liên lụy. Liền vẫy tay để hai cô nàng ra ngoài. Xong chuyện nàng liền quay người lại chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hoàng đế không tức giận. Anh ta ngồi trên ghế đá như không có chuyện gì xảy ra. Nàng có biết ta tới tìm nàng vì chuyện gì không? Hoàng đế thấy Trương Diệu không chịu nói gì. Anh đột nhiên đứng dậy. Đêm qua nàng bỏ lại hắn cho quân phản loạn. Không phải rất đắc ý sao? Trương Hiểu mở mắt to nhìn hắn. Nhìn như thể nàng không biết gì. Hoàng thượng đang nói gì vậy? Quân phản loạn nào cơ? Hoàng đế nghe xong liền buông lời dọa nàng. Rằng rời khỏi cung điện mà không được hoàng thượng cho phép là tội chết. Nhưng nàng cũng không vừa mà đáp lại, ta cũng biết là vậy. Nên đến cổng lãnh cung ta còn không bước ra mà. Trên thực tế Trương Diệu biết rằng, nếu cô ấy thừa nhận thì cái mạng nhỏ này chắc chắn không giữ được. Hoàng đế lúc này im lặng. Anh ta không ngờ rằng Trương Diệu đã trở nên thông minh như vậy. Cục diện cũng rơi vào bế tắc. Anh ta nghĩ rằng, Trương Diệu hiếm khi bước chân ra khỏi lãnh cung. Ngược lại, sẽ an toàn hơn nếu để khiển long lệnh ở đây. Vì vậy, anh ta thừa nhận rằng đã nhận nhầm rồi. Trương Diệu rất ghê tởm khi nghe những lời của anh ta. Nàng chỉ muốn hoàng đế biến đi thật nhanh. Lúc này, thị vệ đột nhiên chạy tới bẩm báo. Vương Mỹ Nhân đã sảy thai, tiểu thái giám của cô ấy ở ngay ngoài cửa. Tuy nhiên, vị hoàng đế lạnh lùng đã cầm tách trà lên, vừa uống vừa phớt lờ. Thấy vậy, người lính canh tiếp tục sợ hãi mà bẩm báo. Vương Mỹ Nhân ăn tổ yến do hoàng hậu tặng nên mới sảy thai. Trương Diệu nghe xong, trong lòng thắt lại. Một lần nữa người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Lần này Trương Diệu sẽ có cơ hội được cứu. Nàng đã trở thành một phế hậu kể từ khi xuyên không tới thời cổ đại này. Bất hạnh nối tiếp nhau mà đè ập tới nàng. Trương Diệu bên cạnh hoàng thượng tái mặt vì sốc. Cô ấy thích làm nông chỉ có thể duy trì 3 bữa một ngày. Làm thế nào có thể tặng tổ yến sang trọng cho người khác? Hoàng đế cảm thấy Trương Diệu thậm chí còn không biết Trương Mỹ Nhân là ai. Thục Phi, một trong 4 phi tần nắm giữ quyền lực tại hậu cung này, đột nhiên bước vào. Mục đích chuyến này của Thục Phi là để đưa hoàng hậu đến cung Khôn Ninh, phối hợp điều tra. Hoàng đế đồng ý cho hoàng hậu đi, nhưng lại nói rằng lát nữa sẽ tới. Trương Diệu trong lòng có chút bất an. Cả 4 thê thiếp của hoàng thượng thì đã gặp được 3 người. Người này lại lợi hại hơn người kia. Tuy nhiên, trên đường đến cung Khôn Ninh, Thục Phi không ngừng an ủi nàng, còn dạy nàng cách sinh tồn trong hậu cung. Chỉ là những lời nói sâu sắc đó khiến Trương Diệu bối rối không biết tiếp lời kiểu gì. Trương Diệu đến cung Khôn Ninh, thái hậu lúc này đang ngồi uy nghiêm trên ghế phượng. Các phi tần đứng hai bên, thấy thế trận lớn như vậy, Trương Diệu biết rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ. Nhưng cô ấy vẫn phải quỳ xuống và tham kiến thái hậu. Thái hậu thấy Trương Diệu thì đột nhiên hét lên giận dữ.
Vương Mỹ Nhân chỉ đích danh nàng bỏ độc vào tổ yến và khiến cô ta bị sảy thai. Trương Diệu nhanh chóng phủ nhận, nhưng Vương Mỹ Nhân, người đang quỳ bên cạnh cô ấy, đã kêu lên rằng Trương Diệu nói dối. Rõ ràng là nàng sai thị nữ mang tổ yến độc đến. Trương Diệu bình tĩnh nói, lúc mới bước chân vào cung điện, nàng đã bị tống vào lãnh cung, ngay cả hoàng đế cũng chưa từng thấy qua vài lần. Và Vương Mỹ Nhân có gì đặc biệt để nàng phải tặng tổ yến? Rốt cuộc lý do mà Trương Diệu đưa ra để chứng minh nàng vô tội là gì? Cái mạng nhỏ của nàng thật sự sẽ được cứu sao? Mời các bạn đón đọc hành trình tiếp theo của Phế Hậu tại manhwa.vn hoặc ứng dụng truyện tranh Manhwa. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận để chúng mình có nhiều động lực cho ra nhiều video review hay nhé.